Joe Bedi Lotinso đã nhấn chấn thương hông trong trận đấu giữa Argentina và Chile hôm thứ Sáu tuần trước. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Với chấn thương của Lotinso, Tottenham lại đầy âu lo cho vị trí tiền vệ trung tâm. Lotinso đã ra sân thi đấu cho Argentina trong cuộc đối đầu với Chile hôm thứ Sáu tuần trước. Sau trận đấu đó, cầu thủ năm nay 23 tuổi này bị dính chấn thương hông. Ban đầu, Lotinso nghĩ rằng đây chỉ là chấn thương nhẹ và khẳng định không có gì đáng phải lo lắng. Anh cũng được ban huấn luyện cho phép rời trại tập trung của Argentina để trở lại Tottenham sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, khi trở lại Spurs, các bác sĩ của đội bóng thành London sau khi kiểm tra lại sức khỏe của Lotinso đã kết luận chấn thương của anh nặng hơn dự kiến rất nhiều. Cụ thể, đội y tế của Tottenham chẩn đoán Lotinso phải đi đấu ít nhất 6 tuần. Sớm nhất cũng phải tới tháng 10, Lotinso mới có thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội và tới cuối tháng 10, anh mới có thể ra sân trở lại. Theo tính toán, Lotinso nhiều khả năng sẽ vắng mặt tổng cộng 10 trận của Tottenham, tính cả ở Premier League lẫn Champions League. Trong đó, có những trận đấu rất khó khăn như gặp Leicester, Liverpool ở ngoài Anh đều diễn ra trên sân khách, một cuộc tiếp đón Bayern Munich ở vòng bảng Champions League. Không có sự phục vụ của Lotinso trong khoảng thời gian này sẽ là tổn thất đáng kể của Spurs. Tiền vệ gần Argentina với chuyển đến Tottenham ở mùa hè này. Sau 4 vòng ở Premier League 2019-2020, Lotinso chưa lấy chức chừng nào. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng, tạo đột biến. Không có Lotinso, Spurs sẽ mất đi một cú đấm có sức nặng ở hàng tiền vệ. Sự vắng mặt của Lotinso càng đáng lo ngại hơn khi hàng tiền vệ của Tottenham lúc này cũng có rất nhiều người dính chấn thương. Bản hợp đồng mới toàn gọi Ndombele đang trong thời gian nghỉ dưỡng thương và chưa biết bao giờ mới trở lại. Hai vòng gần nhất ở Premier League, Ndombele không đá một phút nào. Eric Dier chưa lấy lại thể lực tốt nhất. Victor Wanyama lành nặng nhưng đã nằm ngoài kế hoạch trong mùa giải mới của Mauricio Pochettino. Hiện tại, trong tay Pochettino chỉ còn hai tiền vệ trung tâm khỏe khoắn là Musa Sissoko và Harry Wing. Từ đầu mùa giải, bộ đội này liên tục được đá chính. Tuy nhiên, hiệu quả của họ mang lại là chưa cao, đặc biệt là Sissoko. Tiền vệ người Pháp chỉ phát huy tác dụng trong các thế trận có nhiều khoảng trống để anh phát huy sở trường tốc độ. Còn những trận đấu gặp các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, thế trận chặt chẽ, không có khoảng trống thì Sissoko thường xuyên làm chậm nhịp tấn công của Tottenham. Tình thế của Tottenham lúc này lại đang khá giống với giai đoạn cuối mùa trước. Tầm tháng 4, tháng 5 năm nay, Spurs cũng khủng hoảng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong trận gặp Man City ở tứ kết lượt về Champions League 2018-2019, Pochettino còn phải kéo cả cái trên Eriksen xuống đá tiền vệ phòng ngự khi Sissoko và Wing đều chấn thương. Mùa hè này, Spurs đã mua một bút hai tiền vệ trung tâm là Ndombele và Lotinso. Nhưng chỉ sau một tháng khi mùa giải mới khởi tranh, cả hai tân binh này lại dính chấn thương để đội bóng trở lại với nỗi lo hàng tiền vệ.